Thưa quý vị, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt-Lào, là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 60 năm Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày hai nước ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào đã triển khai mạnh mẽ và toàn diện các chương trình hợp tác, tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần khẳng định mối quan hệ Việt Nam-Lào là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc. Ngày 5 tháng 9 năm 1962, hai nước Việt Nam-Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện sự tiếp nối liên tục của Liên minh chiến đấu Việt-Lào trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, cũng như khẳng định tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc trên cả mặt trận quân sự và đối ngoại, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào thời kỳ hiện đại. Tháng 7 năm 1977, tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng bí thư Lê Duẩn và Tổng bí thư Cây Sỏn Phong Vi Hãn đã ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đây là văn kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, xác lập nền tảng cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào khăng khít mãi mãi về sau, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: Việt-Lào, hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Dựa trên mối quan hệ lâu đời, đặc biệt thủy chung, son sắt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Thời gian qua, mặc dù không có chung đường biên giới với Lào, song thành phố Đà Nẵng đã chủ động xây dựng và thực hiện nhiều chương trình hoạt động hợp tác ý nghĩa với các địa phương của Lào và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Đặc biệt, sự thành công tốt đẹp của chuyến thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm trưởng đoàn đến 5 tỉnh Nam Trung Lào vào tháng 7 năm 2022 vừa qua là dấu mốc quan trọng nâng tầm mối quan hệ giữa hai bên lên tầm cao mới với hàng loạt các biên bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn mới. Tại đây, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm khu kinh tế Savan Zeno tại tỉnh Savanakhet, tham gia hội chợ kết nối giao thương thương mại tỉnh Sekong nhằm tăng cường thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Lào, thăm các trung tâm tiếng Việt, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam, bà con kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại các tỉnh Champasak và Savanakhet. Lãnh đạo cũng như nhân dân tỉnh Champasak đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Hai bên đã cùng nhau tổ chức thực hiện theo hướng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cây Sỏn Phong Vi Hãn để gìn giữ mối quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện mà lãnh đạo hai bên đã dày công vun đắp. Có thể nói quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào trong thời gian qua đã diễn ra hết sức là tốt đẹp và có kết quả trên nhiều lĩnh vực. Điều này làm cơ sở cho việc triển khai giai đoạn tiếp theo, góp phần xứng đáng vào việc tăng cường tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Với những kết quả đầy tự hào trong chặng đường hợp tác và phát triển, thời gian đến, Đà Nẵng dự kiến tiếp tục hợp tác và hỗ trợ các tỉnh bạn Lào thông qua duy trì trao đổi đoàn, trao đổi học bổng cho lưu học sinh Lào, hỗ trợ dạy tiếng Việt, hỗ trợ trong lĩnh vực xây dựng, công tác an sinh xã hội, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công thương, đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác đầu tư như mời gọi các doanh nghiệp Đà Nẵng sang đầu tư tại Lào, vận chuyển hàng hóa của Lào qua cảng Đà Nẵng, hợp tác khai thác lợi thế hành lang kinh tế Đông Tây Một nối Myanmar đến các tỉnh Đông Bắc Thái Lan qua Savanakhet Lào, đến Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đến cảng Đà Nẵng. Tuyến hành lang kinh tế Đông Tây Hai nối liền Đà Nẵng qua cửa khẩu Nam Giang, Đắk Đo, đến Sekong Champasak Lào, Thái Lan. Đây là những nội dung thiết thực và quan trọng để hai bên tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Cán bộ phát triển cao nhất này thà nạ thì khảo bài châu. Thời gian qua, tôi nhận thấy thành phố Đà Nẵng hợp tác hỗ trợ các tỉnh Nam Trung Lào rất nhiều để phát triển kinh tế xã hội, trong đó đặc biệt là hỗ trợ nguồn nhân lực. Thời gian đến, tôi mong muốn được duy trì các hợp tác trên,
Trong đó, ngoài giáo dục, tôi mong muốn Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao và thương mại. Thời gian đến, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các cái biên bản ghi nhớ giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Lào, cũng như là đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân để góp phần về phát triển kinh tế, xã hội và cũng như là làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào, cũng như là Việt Nam với Lào, theo như lời Bác Hồ kính yêu đã từng nói, Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Trải qua chặng đường 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm hữu nghị hợp tác, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trên cơ sở đó, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh bạn Lào sẽ tiếp tục cùng nhau tiếp nối vun đắp mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Lào ngày càng tươi đẹp, vững bền, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực quốc tế.